Kính thưa đại chúng, cuộc đời chúng ta lăn lộn trong luân hồi, tạo vô số ác nghiệp. Nếu không gặp Phật Pháp, không tu Phật Pháp thì quả thật chúng ta sinh ra đời chỉ toàn là tạo ác nghiệp thôi, rất ít khi mà tạo được thiện pháp. Đó. Chúng ta lăn lộn cho bao nhiêu kiếp cũng thế. Cho nên Phật dạy cái khổ của con lừa chưa phải khổ, cái khổ của người ăn mày chưa phải khổ, mà cái khổ của luân hồi đấy, đằng đẵng luân hồi đấy mới là khổ. Vì chúng ta tạo ác nghiệp dày quá. Cái nghiệp ấy lôi kéo chúng ta đi để trả nợ, trả nghiệp thôi. Tạo rồi, phải đi để trả. Cái thế gian này là cái chỗ chúng sinh trả nghiệp cả đấy. Trả nghiệp. Chúng ta tạo ác nghiệp rất nhiều đấy, thưa đại chúng. Đó. Ngay trong một đời này chúng ta thấy tự mình đấy đã bất thiện rất nhiều. Và đối với ba cái phước vãng sinh ấy, mình tự kiểm mình có khi chưa được bao nhiêu. Cái phước đầu tiên đây, hiếu thảo với cha mẹ, hiếu thảo với sư trưởng, phụng dưỡng sư trưởng. Rồi sao? Từ tâm bất sát, không sát sinh, tu 10 thiện nghiệp. Đấy, một cái phước này thôi, chúng ta kiểm lại xem mình đã làm được. Làm được cái phước này mới gọi là người thiện đấy. Đấy. Cho nên trong kinh Phật thường hay nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, thì phải xét mình đã là thiện nam tử, thiện nữ nhân chưa? Mặc dù mình quy y, mình là Phật tử rồi, nhưng mà đã được là thiện nam tử, thiện nữ nhân chưa? À, nếu ta còn bất hiếu với mẹ cha, ta còn bất cung kính với sư trưởng, ta còn ác hại, thì ta chưa được gọi là thiện nam tử như trong kinh Phật nói. Mình chưa phải là người thiện đâu. Đấy. Cho nên đấy, để tu làm hiền thánh thì mình phải tu cái làm người đã, làm người chính nhân quân tử đã. Đạo Phật đầu tiên dạy con người ta làm người chính nhân quân tử, sống ở trên đời đủ cái đạo đức của con người. Làm người rồi mới làm hiền thánh, làm người người tốt thành người hiền đấy, rồi mới làm thánh nhân. Chứ không làm người, cái phẩm chất làm người chưa đủ mà đòi lại thành Phật. Phẩm chất làm người chưa đủ mà đòi về ở với Phật, với Bồ Tát. Ở được không, thưa đại chúng? Không thể ở được. Mặc dù Đức Phật rất từ bi, nhưng mà ta đòi, ta còn đầy xấu xa này, ta đòi về ở với cõi Phật, ở hàng ngày ở với Phật Bồ Tát, không ở nổi. Không ở nổi đây không phải là Phật Bồ Tát ghét bỏ gì mình, mà mình không, tự mình không chịu được nổi. Không được nổi. Thấy người ta tốt quá, mình tự nhiên sinh tâm rất là bực bội, khó chịu, không chịu được. À, đấy. Bây giờ ví dụ có ai người ta hoan hỉ, người ta bố thí cúng dường, mình thấy người ta thật như vậy là hết lòng bố thí cúng dường rất tốt, nhưng mình sang mình không chịu, khởi tâm khó chịu, có khi còn mắng người ta sao mày ngu thế, à, tiền ấy của ấy để mà ăn cho nó sướng, thôi cũng cúng nhưng mà cúng một tí thôi chứ, cũng làm phước một tí thôi chứ, bố thí một ít thôi chứ, để tiền đấy còn cho chồng cho con chứ, của người ta chẳng phải của mình, mà mình sang mình cũng tiếc thay cho người ta, rồi mình khởi cái tâm khó chịu với người ta. Đấy, các Phật tử kiểm lại mà xem. Bây giờ có ai bạn đạo của mình mà sang nhà người ta thấy người ta hồ hởi, người ta cúng dường bảo anh ạ, ngày mai này em chở cái tủ lạnh nên em cúng chùa này, trên chùa chưa có tủ lạnh, em chở cái tivi này, này để cho các sư này nghe băng này. Người ta hồ hởi, người ta cúng dường, mặc dù người ta có khi cúng xong người ta rất khó khăn. Thế mình khởi chưa chắc đã cái tâm tùy hỷ đâu, mà khởi cái tâm khó chịu đấy, không hoan hỷ đâu. Đấy, tức là đại chúng, thấy cái thiện tâm người ta đang phát lên như thế thì mình lại khó chịu. Mà kể cả khi mình là trưởng lãnh đạo đạo tràng đấy, không biết hoan hỷ. Đấy, thưa đại chúng, thế thì mình đâu đã phải là thiện đâu. Đấy. Cho nên ý, mình xét ở cái tâm mình thật kỹ vào. Cái việc tu học của mình đó, làm người chính nhân quân tử, làm người tốt thật sự mới thành thánh, thành Phật được. Chúng ta làm người chưa đủ thì không thể đòi hỏi chúng ta thành Phật thánh được. Cái đó là lẽ thật đấy. Nghe không? Cho nên thưa đại chúng, tu tập nó phải rõ ràng như vậy. Làm sao chưa học vỡ lòng mà đòi nhảy lên học
đại học được. ABC chưa đánh vần được mà đòi nhảy thẳng đến đại học. Cả một đời chưa tu học gì, chưa rèn giũa gì mà bảo đến lúc lâm chung niệm Phật, ban trợ niệm đến trợ niệm xong cái về hẳn với Phật luôn, ở luôn với cõi Phật, với thượng thiện nhân cầu hội, với Bồ Tát. Thế chúng ta thấy nó rất phi lý chỗ đó. Không có cái đạo lý nào như thế, không thể có cái đạo lý đó, thưa đại chúng. Nó phải có quá trình chuyển hóa. Trong pháp giới này nó có cái lý tương ưng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Muốn ở với Phật, Bồ Tát, với các bậc thượng thiện nhân thì mình phải có cái đồng thanh, đồng ứng ở đó. Mình phải có cái cơ bản ở đó. Cho nên trong Kinh Di Đà Phật mới dạy đấy, chớ bảo một ít thiện căn, thiểu thiện căn phước đức mà được sinh về cõi đó. Một ít thiện căn, một ít phước đức mà tôi được sinh về cõi Phật, làm gì có chuyện đấy. Không thể có. Đấy là chúng nhớ như thế nha. Phải tích lũy, phải rèn luyện, phải gieo trồng cho mình rất nhiều phước đức, rất nhiều thiện căn mới có thể về ở với Phật, với Bồ Tát được, mới về thụ hưởng cái phước báu của cõi Phật được. Về cái cõi mà toàn vàng bạc lưu ly pha lê, bảy báu, thì cái người phải phước báu như thế nào? Đúng không? Đấy. Phải phước báu như thế nào? Cũng giống như Thầy nói các Phật tử đấy, có duyên để về chùa chúng ta vào cảnh giới này tu là người phải có duyên với chùa rồi. Họ cũng gieo trồng, họ có căn lành với chùa rồi. Còn mấy thằng đầu trộm đuôi cướp, mấy thằng nghiện hút xì ke ma túy, nó có về đây nó tu được đâu. Không thể có phước duyên. Phước nó không có và duyên nó cũng không có. Ở đây Thầy nói kể cả những cái vong linh đấy, họ muốn về chùa mà không có phước, họ cũng không vào chùa được. Nó không tương ứng. Không tương ứng ở đây, họ không phải về đây được. Họ đều phải xin phước. Gia đình thí chủ phải tác phước cúng dường cho họ thì họ có phước, họ về đây. Đấy, đấy là tương ứng đấy. Nó phải tương ứng. Nên trong Kinh Phật dạy, nếu ta cúng dường cho cái người đã mất ấy, mà không tương ứng, họ còn không ăn được. Nếu họ đọa làm cái loài ngạ quỷ, mà ngạ quỷ này là ngạ quỷ không được ăn, thì cúng họ cũng không ăn được. Đấy, cho nên có những cái tương ứng với nhau. Cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là như thế đó. Vậy thì chúng ta phải hiểu, chúng ta muốn về cõi Phật, chúng ta phải hoàn thiện nhân cách cõi người này, là người tốt đã, là bậc hiền thiện đã, phải là thiện nam tử. Vì bên cõi Phật toàn là những bậc thượng thiện cả, thì chí ít mình về đấy mình cũng phải là người thiện, chứ về đấy mình còn ác, bè bè như thế này, mà đòi về ở với Phật, không thể được nhỉ. Cái này là chân thật đấy. Cho nên dù có niệm Phật bao nhiêu, một ngày niệm 100 tràng niệm Phật, mà tâm không tu, phải không? Phước không rèn, không bòn, không thể về với Phật được. Đâu có phải đọc cái tên Phật đấy là được về với Phật đâu. Công đức không có, làm sao về? Một người là muốn làm vua lắm mà cứ ngồi đây bảo tôi muốn làm vua, tôi muốn làm vua, tôi muốn làm vua, làm sao làm vua được? Muốn làm vua, ít nhất cũng phải làm thái tử, làm con ông vua, hoặc là có đủ bản lĩnh, đủ tài ba, à, đấy, để mà đứng lên làm vua. Chứ có phải ngồi đấy mà đọc tên tôi thích làm vua, tôi thích làm vua và tôi được làm vua đâu. Không có cái chuyện đó. Đại chúng thấy nó rõ ràng không nào? Chúng ta phải tu. Muốn làm thầy giáo cũng phải học. Muốn làm tiến sĩ cũng phải học. Muốn làm bác sĩ cũng phải rèn. Đấy là cái chân thật đấy. Chúng ta muốn làm người thiện, chúng ta phải thật sự tu tập. Đấy, cho nên ba cái phước vãng sinh trong Kinh Vô Lượng Thọ đấy, Phật dạy đấy, thì chúng ta thấy rất rõ rồi, Quán Vô Lượng Thọ đấy. Muốn về cực lạc phải thế. Muốn về với cõi Phật Bồ Tát, chúng ta phải tu như vậy đấy. Mà không tu chút nào, không thực tập gì, cứ ngồi đấy mà đọc tên Phật thôi là được về. Không có. Đạo Phật không như thế đâu. Cái chân thật của Đạo Phật không như vậy. Đức Phật ra đời là để dạy chúng sinh tu tập chuyển hóa nghiệp báo, chuyển hóa cái nghiệp của mình, tập khí của mình, từ người xấu trở thành người tốt, nghe không? Từ người tốt rồi mới lên thánh hiền được. Không phải đơn giản. Đó. Thế thì ở đây, tiếp phần văn kinh này, Phật dạy cái người sắp mạng chung này, nếu được cha mẹ cùng thân quyến đem của cải nhà cửa vật báu y phục của người đó mà làm những cái việc cúng dường bố thí để đắp
họa hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Về mặt sự thì chúng ta thấy thế nào? Đem của cải, đem nhà cửa, đấy, dám đem cả nhà. Ở đây đã có ai mà làm được việc này chưa? Bố mình chết, mẹ mình chết mà dám đem cả nhà ra để mà cúng dường, bán nhà đi cúng dường chưa? Chưa ai làm được đâu. Có Ngài Mục Kiều Liên là Ngài dám làm rồi đấy. Tất nhiên Ngài Mục Liên không còn ai thừa kế nữa. Mẹ chết rồi, Ngài đi về là thấy mẹ mình đọa cái là về bán hết tài sản nhà cửa đi, cúng dường Phật và tăng chúng. Chúng ta đấy chưa ai làm được đấy đâu. Nên chân Thầy nói chỉ qua phân tích cái này thì đại chúng thấy nè, chúng ta cúng dường một chút mình đã lo và đã tính toán rồi. Ở đây y trong Kinh Phật đây, Thầy nói, nguyên trong Kinh Phật nói đây, Thầy nói về mặt sự thôi đã, để chúng ta thấy. Chưa ai dám làm việc này. Chứ có những người khi thỉnh oan gia trái chủ, ra oan trái chủ nó đòi nợ. Đòi nợ đấy chứ không phải nó bảo cúng dường đâu, mà nó đòi nợ mình. Phải cúng cho nó như này, nó mới hoan hỷ, nó mới tha cho. Thế đấy là mình mới trả nợ, chứ chưa phải mình tác phước đâu. Cái người tác phước tức là người nhà người ta chẳng có cái vấn đề gì, ta không phải trả nợ gì ai mà họ mang đến họ cúng dường Tam Bảo. Đấy là họ, lúc ý là họ tác phước. Còn mình ấy, cái cúng của mình là cúng để trả nợ, trả nợ cái phước cho cái oan gia trái chủ thôi, chứ đã ăn thua gì. Chân Thầy đã nói là nếu chúng ta có cúng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng phước ấy mình hưởng, không phải ai hưởng cả đâu. Cúng ấy trả được cái nợ của mình, dư ra thì hước phước ấy mình hưởng. Các Thầy cũng không hưởng phước của Phật tử, đúng không? Các Phật tử cúng bao nhiêu chăng nữa thì Thầy cũng ăn ngày một bữa cơm thôi. Các sư cô này cũng ngày ăn đến hai bữa là cùng thôi, không ăn hơn được. Cũng chẳng có thể ăn coi như là sơn hào hải vị gì ngoài cơm chay cả. Chứ không phải các Thầy có hưởng phước của Phật tử đâu mà. Vậy phước ấy ai hưởng? Mình hưởng, gia đình mình hưởng. Cho nên đúng lý thì khi chúng ta cúng dường, các Thầy có nhận cúng dường, các Thầy cũng không phải cảm ơn mình. Không phải cảm ơn, vì phước mình hưởng. Các Phật tử đến chùa làm công quả là phước mình hưởng. Nghe không? Mà đúng ra mình còn phải cảm ơn. Cảm ơn Thầy, cảm ơn đại chúng đã giúp cho con có cái ruộng phước điền này để chúng con được gieo trồng, cho chúng con cái ruộng tốt để chúng con gieo trồng. Chứ không phải các Thầy cảm ơn hay là ai đến đây cảm ơn mình cả. Phải hiểu đúng như thế. Thường ấy, thì tâm lý các tín chủ mà cúng dường nhiều là rất muốn được nghe lời cảm ơn. Nhất là Thầy trụ trì mà cảm ơn thì hoan hỷ lắm. Nhưng mà Thầy cảm ơn mình ấy, nhiều khi là mình là mình mà đòi hỏi thế mà mong cầu Thầy cảm ơn ấy, mà Thầy cảm ơn là mất phần phước đấy, mất đi phần đấy. Tức là mình nghĩ đến cái công của mình rồi. Cho nên Ngài Lục Tổ mới dạy làm sao? Quên công thì phước vô tỷ. Mình quên hết cái công lao mình đi, quên hết cái sự đóng góp của mình đi thì phước báo vô tỷ. Thế còn hữu ngã tức là chấp công lao một cái là tội là liền sinh đấy. Thế cho nên Phật tử chúng ta phải thực tập cái điều này. Lên chùa làm công quả không bao giờ khởi ý nghĩ là con làm cho Thầy. Rất nhiều người cứ nói con làm cho Thầy cái này, con làm cho Thầy cái kia. Thì thôi Thầy thì Thầy, chẳng nhẽ lúc ấy đang nói thế Thầy là không chẳng cho Thầy cái gì thì lại buồn. Chứ thật ra thì cũng không phải là cho Thầy, vì Thầy cũng không hưởng từ cái gì từ đấy cả. Nghe không? Làm đẹp cảnh chùa, cảnh Phật, đấy là phước báo cho mình. Cho nên trong Kinh Nhân Quả Phật dạy nào? Làm đẹp Như Lai đẹp tự thân. Áo gì? Ngai vàng, áo tía cầu nơi Phật. Mình làm quan làm phước, làm quan làm vua đấy, là phước báo ấy cầu từ nơi Phật, từ ruộng phước điện. Làm đẹp cảnh chùa, làm đẹp cảnh Như Lai sẽ làm đẹp cho chính mình, chứ không đẹp cho ai. Đó. Cho nên ấy, Thầy cho đọc cái câu ở trên loa đó. Quý khách đến chùa, nếu mà làm dơ bẩn cảnh chùa thì tổn hao phước báo. Nếu giữ gìn và làm đẹp cho cảnh chùa sạch sẽ, trang nghiêm thì mình được tăng trưởng phước báo. Đấy là của mình, rõ ràng. Nghe không? Cho nên tất cả các Phật tử từ giờ trở đi hiểu được cái đạo lý này rồi, ta lên chùa ta được làm, đấy là phước báo. Và đừng bao giờ nghĩ rằng là
con làm cái này là cho thầy, cho các thầy, các cô, không phải đâu, mà làm cho con. Mình phải hiểu như thế là đúng, là hiểu đúng đạo lý đấy. Nếu bây giờ không có chùa, không có các thầy, các cô đấy thì mình làm gì được cái phước báo này? Không có phước báo ấy. Không có cái ruộng để cho mình cày sới, mình gieo trồng thì làm sao mình có quả? Cho nên dù mình có làm bao nhiêu, mình cũng nghĩ cái đấy con làm con được. Thực sự là như vậy. Các thầy, các cô không phải cảm ơn, đại chúng không phải cảm ơn mình. Phước ấy mình hưởng mà, rõ ràng. Rõ ràng. Nghe không? Còn bây giờ cứ bắt thầy phải cảm ơn thì đấy là mình rất thế gian đấy, mình chẳng hiểu gì cả. Cũng có trường hợp thầy cũng phải cảm ơn, vì thầy biết người này cái căn lành của họ còn kém lắm, thì cũng cảm ơn để cho họ hoan hỉ, nhưng rồi để kết duyên. Chứ không phải thầy dùng cái câu cảm ơn mãi với người ta đâu. Cứ cảm ơn mãi, thế lúc mà thầy quên không cảm ơn là người ta khởi bất thiện tâm ngay. Đấy, thưa đại chúng, Phật Pháp như vậy đấy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái người thân quyến để trợ duyên cho người lâm chung trong gia đình, mang của cải, nhà cửa, vật báu, y phục của chính cái người đó, đem cái đó ra bố thí cúng dường để tô tạc hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Nghe không? Về mặt sự có cái việc này, nhưng về mặt lý nghĩa là sao? Nghĩa là thân quyến phải giúp cho cái người sắp lâm chung này biết buông bỏ tất cả mọi sự sở hữu, nhà cửa, của báu, tất cả những cái gì. Chúng ta sắp chết mà còn tiếc một cái gì đấy. Ở đây không phải là Phật tử, là tín đồ đâu, kể cả các sư tu hành. Đấy, có vị sư làm hòa thượng, trước khi chết chỉ vì tiếc cái bụi mía lau thôi mà chết đọa làm con sâu trong bụi mía đấy. Vì trước cái thất của cụ, cụ trồng một cái bụi mía, ngày nào cụ cũng ra tưới tắm chăm sóc nó rất là tốt. Đấy, cái giống mía nó mập mạp, nó vàng ươm này, cụ thích lắm. Trước khi chết thì khởi cái niệm tiếc, còn cái bụi mía này, không biết cụ có tiếc là tôi chưa được ăn giống mía nào không? Mà chết cái thần thức đọa luôn, làm con sâu trong bụi mía đấy. Đấy, tại chúng thấy sợ. Thế huống hồ là trước khi chết mà còn tiếc cái nhà. Ôi dù cái nhà tôi mấy tầng như thế này mới xây xong, tôi chưa được ở bao nhiêu lâu. Tiền của vàng bạc châu báu tôi còn cất ở trong hòm trong dương, tôi còn chôn ở chỗ nọ chỗ kia, tôi chưa lấy lên được. Nghe không? Mới sắm được mấy bộ áo dài rất đẹp. Thế đấy. Đấy, cho nên y phục cũng phải, tất cả những cái gì gắn với cái thân mình phải buông bỏ. Đây là sự giúp đỡ của quyến thuộc đấy. Ở đây mới nói là cha mẹ cùng hàng thân quyến đem những cái này mà bố thí cúng dường, phải giúp cho cái người lâm chung này hiểu và họ buông bỏ. Đấy gọi là bố thí đấy. Chính buông bỏ là bố thí, là cúng dường. Cho nên ai đến khi lâm chung mà nhẹ nhàng, không còn luyến tiếc một cái gì trên trần gian này, không tiếc cái gì cả, không sót một cái gì cả, thì người này mới có thể thoát được. Đấy, thưa đại chúng nha. Cho nên đấy, anh em, rồi chồng vợ, cha mẹ, thân quyến đấy, thương nhau giúp nhau là giúp cái lúc này này này, buông hết đi. Cho nên nhà nào mà lúc mà cha ốm, mẹ ốm á, mà biết tính các cụ là lúc về già là thích tiền lắm, cái bệnh thích tiền người ta thích lắm. Đấy, thầy nói có một cái cụ, sư cụ này, ngày xưa thầy ở với cụ, mà cụ ở trong Chô Lân đó, cụ có bọc tiền này này. Mấy ngày ấy, cụ lại dở ra cụ đếm, mấy ngày lại dở ra đếm. Cụ nhìn thấy tiền, cụ sờ tiền, cụ đếm tiền xong là cụ thoải mái tư tưởng lắm. Xong cất vào giấu thật kỹ ở trong chăn, trong gối gì đó. Đấy, thế là thành một cái bệnh rồi. Cái người già là cái tâm lý rất là thích tiền, rất thích của. Cho nên con cháu thì thầy nói đây cũng là kinh nghiệm. Đối với các cụ già, mà nhất là các cụ đã lâm bệnh rồi, không nên cho tiền của nữa. Cho tiền của các cụ lại khởi cái tâm thích tiền của, tiếc tiền của là chết. Ta chăm sóc, ta thuốc men cho cụ đầy đủ, nhưng lúc ấy lên gần gũi, nói đạo lý cho các cụ nghe là tốt nhất.
giảng giải đạo lý cho các cụ nghe. Đấy, như chiều nay ông Bảo Trân ông cho đại chúng hiểu thế nào là cõi nước mong manh, giòn bở. Thế giới này còn tan vỡ, mọi cái đều tan vỡ, cái thân này còn tan rã, có gì mà đáng tiếc đâu. Phải nói cho cha mẹ, cho ông bà hiểu cái chỗ này thôi ông ạ. Đừng tiếc gì cả, tiền của bao nhiêu cũng của thế gian để lại hết, ông đừng tiếc gì nhé. Nghe không? Đấy, ông hoan hỉ, ông buông bỏ hết đi. Đấy, đây là cái chỗ này là trong Kinh Địa Tạng dạy cho chúng ta buông bỏ. Thân quyến phải giúp cho người nhà mình sắp lâm chung buông bỏ, không tiếc cái gì cả, không còn tiếc cái gì mới được. Cho nên có nhiều vị làm vua, kiếp trước làm vua mà kiếp sau đọa lạc đấy, rất khổ. Đừng tưởng là kiếp trước làm vua thì kiếp sau lại được làm vua nữa đâu, không có. Hết phước rồi chấp trước đọa lạc đó. Rồi lại làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báu vì mình mà tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Đấy, người thân giúp cho người đã mất này buông bỏ tất cả và hướng tâm đến. Hướng tâm đến gì? Đến Phật Bồ Tát. Đấy, nghĩ đến công hạnh của chư Phật Bồ Tát, nghĩ đến ân đức của chư Phật Bồ Tát, làm sao mà giúp được như thế đây? Thì muốn như vậy các Phật tử phải tu học thật sự đấy. Mình chẳng biết tí gì thì không thể giúp cho người thân nhà mình hiểu cái gì đâu. Phải học hỏi thật sự, phải tu tập thật sự. Đấy là cái chỗ cái phẩm này. Cái phần này nói giúp cho người nhà mình mắt thấy tai nghe, biết rằng những cái tài sản của báu này ấy, là con sẽ làm vào cái việc phúc lành, làm cái việc rất lớn, tô tạc hình tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên ấy, cái chỗ này là cũng là sao? Nói cho, giảng dài cho người lâm chung này này, người sắp mất này, hiểu được. Rồi chúng ta, tất cả những cái phước báu này, chúng ta hồi hướng cho họ. Nghe không? Đấy. Cũng cái lý này, nếu là con là cháu thì nói cha mẹ sao? Cha mẹ yên tâm, chúng con sẽ vâng lời cha mẹ dạy, sẽ giáo dục con cháu anh em vào sống thật tốt như thế, như thế. Đấy, mọi người đều không có dính mắc chấp trước, không tham chấp. Đấy cũng là hướng tâm đến hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát đấy. Tức là hứa với cái người lâm chung, sắp lâm chung, mình sẽ tu tập, mình sẽ hướng thiện. Trong nhà người cha người mẹ sắp lâm chung mà có đứa con nó hư hỏng, lúc ấy là cha mẹ rất là nghĩ đến cái đứa con này. Nếu đứa con này mà biết đến lúc đi về hứa với cha mẹ này, mẹ ơi, vâng, bố ơi, con hôm nay con rất là đau khổ, bố mẹ như thế này, con hứa, con thề với bố mẹ con sẽ không chơi bời như thế nữa, con không cờ bạc, không rượu chè nữa, con sẽ sống thiện. Nghe không? Thì cha mẹ rất an lòng. Đấy, cái chỗ này nó cũng nói cả cái ý đấy nữa. Tô bồi hình tượng Địa Tạng Bồ Tát đấy. Tài sản của cha, của mẹ, cha mẹ buông bỏ, chắc chắn là buông bỏ cho ai? Chúng con dùng đây. Nhưng chúng con sẽ dùng cái việc, cái tài sản này một cách đúng pháp, dùng đúng vào thiện pháp. Cha mẹ yên lòng. Đấy cũng là cái phẩm, cái phần này nói lên cái ý nghĩa đó. Đây, thưa đại chúng. Thì trong kinh Phật dạy, người bệnh đó nếu nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Nếu cái này, người này mà nghiệp nặng nhưng mà tuổi thọ người ta còn, tức là thọ mạng, thì chúng ta biết này, thọ mạng của con người, có người sinh ra đời được cái thọ mạng ngắn, có người sinh ra đời được cái thọ mạng dài. Thầy vẫn ví dụ giống như là cái bấc đèn đấy. Có người mua được cái đèn có cái bấc dài, người ta xếp lớp cái bấc ở trong cái bình đèn ấy. Có người mua cái đèn được cái bấc ngắn, thì cái bấc đấy là thọ mạng của chúng ta.
cái thọ mạng này nó được đúc kết bằng cái phước báu từ những tiền kiếp trước. Ví dụ cái người trong tiền kiếp trước, nhiều kiếp trước chúng ta thường sát sinh, thường hại mạng chúng sinh, làm tổn hại chúng sinh, thì sinh ra kiếp này nó báo lên cái thọ mạng ngắn, ví dụ chỉ được 30 năm thôi. Cái người trong những tiền kiếp trước chăm chỉ giúp đỡ chúng sinh, bảo hộ mạng sống chúng sinh, rồi sống rất là từ tâm, thương yêu mọi người, thì người này sẽ được báo lên cái thọ mạng dài đến 90-95 năm, ví dụ thế. Thế thì cái thọ mạng này nó là kết quả của phúc báu của tiền kiếp. Thế sang kiếp này rồi, mình có cái phúc báu như thế, thì cái thọ mạng này nó còn liên hệ đến phước nữa. Phước nó giống như là dầu đổ vào đèn ấy. Có thọ mạng dài, nhưng mà lười không làm phước, chỉ đốt bấc không thôi. Đại chúng thấy bây giờ mình không cho dầu vào đèn, mà có bấc dài mấy, chỉ tua một lúc là hết thôi, nó cháy một lúc là hết bấc thôi. Tức là người này ỷ vào tôi có tuổi, có thọ mạng dài, sinh ra đời chẳng cần làm phước gì cả, sống thoải mái chắc táng, thì người này cũng chết sớm, cũng nhanh hết bấc. Đấy. Thế còn người ta bấc ngắn, sinh ra đời này người ta được cái đoạn bấc thọ mạng ngắn thôi, nhưng người ta chăm chỉ làm phước lắm, ngày ngày làm phước, thì cũng giống như người đổ thêm dầu vào bình đèn, liên tục đổ dầu vào thì bấc tuy ngắn thế này thôi, nhưng mà cũng cháy cả tháng không hết. Đấy. Đại chúng rõ chưa nào? Cho nên đây mới nói là cái người bệnh này nếu thọ mạng mà còn, chỉ chẳng qua đây là nghiệp báo bệnh nặng, thì do công đức thân quyến con cháu biết làm phúc như thế, biết hướng dẫn cho người này tu tập buông bỏ như thế, thì người này nhờ công đức ấy mà được thọ mạng thêm dài, được lành mạnh. Còn nếu người bệnh đó nghiệp báo số mạng đã hết, đây này, tức là người này ấy, cái đoạn bấc nó hết rồi, cái bấc đèn hết rồi, còn một tí thôi, lại có đủ tất cả tội chướng nghiệp chướng, đáng lẽ phải đọa vào ác đạo, song vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sinh vào cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng thầy đều được tiêu sạch. Đó. Cái người này phải chết, thọ mạng nó hết thật rồi. Cái người mà bấc đã hết rồi thì có dầu đầy lúc ấy cũng phải chịu thôi. Nhưng cái người này ở trong kinh nói là người không có dầu đầy như thế. Người này tội chướng nghiệp chướng. Nhưng mà nếu người này mà được các cái công đức phước lành do thân quyến giúp cho như vậy, thì người này vẫn mạng chung, vẫn chết. Nhưng mà mạng chung rồi được sinh thiên hoặc sinh làm người và các tội chướng được tiêu trừ. Đấy. Thì vì người này lúc ấy được giác ngộ rồi, được khai thị rồi, thân quyến người ta như thế là giúp cho mình rồi. Người này không còn chấp trước nữa, không còn tham chấp nữa. Nói ra như thế thì người này cũng không phải là người ít căn lành. Cái người mà được sinh vào một cái gia đình mà đến lúc mình lâm chung con cháu nó biết Phật Pháp, nó đến nó giảng giải cho mình như thế, dạy cho mình biết cách buông bỏ, hướng tâm về về chính Pháp như thế, thì người này không phải là người ít căn lành. Đấy, chúng ta biết đấy, trong Kinh Phật nói nếu người kém phước báu thì sinh ra làm người ở biên địa, sinh vào giai cấp hạ tiện, gọi là biên địa hạ tiện. Làm gì được sinh vào những chỗ trung tâm văn hóa vì thiếu phước. Thế còn người có phước người ta được sinh vào những cái gia đình tốt đẹp, có truyền thống giáo dục tốt, và con cháu yêu thương cha mẹ ông bà, có học, nó lại biết Phật Pháp nữa, hướng dẫn cho ông bà cha mẹ tu học Phật Pháp. Đấy là người mới có căn lành. Thì cái trường hợp mà được rơi vào trường hợp của cái người này cũng không phải là chuyện thường, không phải người này là ít căn lành đâu. Cho nên đối với Phật Pháp chúng ta xét vấn đề gì, chúng ta phải xét đầy đủ nhân duyên, không xét một mặt được. Cứ không nghĩ là cứ ai cũng sẽ được như thế này. Không phải đâu, cái người mà đủ cái duyên như thế không phải thường, không phải là người thường, là người kém cỏi gì đâu. Đấy.
Nên chúng ta khi tự xét nhân duyên của mình thì như trong Kinh Nhân Quả Phật dạy đấy, muốn biết nhân đời trước thì xem cái quả mình thọ hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, hãy xem mình gieo nhân đời này. Là như vậy đấy. Đời nay chúng ta thọ quả thế nào thì mình biết ngay đời trước mình gieo nhân thế nào. Chúng ta sinh ra mà mất cha, mất mẹ. Chúng ta sinh ra mà bị bỏ rơi. Chúng ta sinh ra vào gia đình thất học, nghèo khổ, đói khát. Chúng ta sinh ra thì sáu căn không đủ, mù, điếc, câm, ngọng. Chúng ta sinh ra vào cái chỗ biên địa, tối tăm. Thì tự mình biết mình đã thiếu phước lành, thiếu căn lành rồi. Đó là phải tự biết xét mình. Đó. Để chúng ta phấn đấu. Đạo Phật nói để chúng ta biết thế, để chúng ta phấn đấu, chứ không phải vì thế chúng ta chán nản. Biết rõ mình thì mình phấn đấu lên. Nha. Đấy, thì kính thưa đại chúng, hôm nay cái phần thứ năm này nói do đối với người bệnh. Nha. Thì đại chúng qua cái chỗ này biết ứng dụng. Nhà chúng ta không ai là không có, gia đình nào mà không có người có bệnh. Nhà nào rồi cũng có người có bệnh. Vậy chúng ta sẽ phải ứng dụng cái chỗ này đây này. Nghe không? Phải tu học Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp, rồi giáo hóa gia đình nhà mình. Đối với người lâm chung phải hướng dẫn cho họ biết buông bỏ, biết bố thí cúng dường, không còn tiếc nữa. Cho nên bố thí là trừ gì? Trừ san tham. Bố thí cúng dường trừ được cái tâm san tham, cho họ hoan hỷ, họ buông bỏ, hoan hỷ cúng dường. Thì như vậy là sao? Cái tâm ấy nó sẽ diệt được cái tâm tham sẻ. Tâm hoan hỷ cúng dường bố thí, diệt cái tâm tham sẻ. Không còn chấp trước nữa. Đó. Không tiếc nuối, không chấp trước nữa. À. Rồi hướng tâm về, về thiện pháp, về Phật Pháp, thì người này chắc chắn sẽ được sinh vào cõi lành, phước báo thêm lớn. Đó, và cũng qua cái này để chúng ta biết, có những người khi tăng phước báo thì họ bỏ mạng, tại vì cái mạng sống của họ bây giờ nó rất là khổ. Cái này trong Kinh Pháp Cú chúng ta đã được nghe, cái chú người hầu của vua đấy, chú chăm chỉ hầu vua, trung thành với vua. Thứ nữa, chú lại được biết đến Phật Pháp nữa, chú ứng dụng Phật Pháp tu hành cho nên chú được tăng phước. Mà tăng phước là phước của chú phải làm vua. Cho nên ấy, chú bỏ mạng, còn rất trẻ mà bỏ mạng. Nhưng bỏ mạng cái thì thần hồn được đầu thai ngay, nhập thai hoàng hậu và sinh ra làm thái tử. Đấy. Thế nên chúng ta thấy không phải chết là đáng sợ đâu. Có những người chết ấy là để họ được chuyển thân, họ sinh vào cái chỗ cao quý hơn. Nghe à? Cái thân mình thì nó chẳng ra cái gì cả rồi, phải không? Nó tàn tệ rồi mà vẫn còn cố mà kéo dài. À, thế cho nên nhiều khi có thể sau khi gia đình nhà mình tác phước xong thì người nhà mình lại lâm chung lại mất. Mình đừng buồn, có khi đây là được chuyển nghiệp đấy, chuyển thân mà, đổi thân. Thầy gọi là đổi cái xe cũ lấy cái xe mới đẹp hơn vì có phước báo. Nên đại chúng phải quan niệm rất rõ như thế. Đối với cái chuyện chết là như thế, đừng cứ nghĩ là tại sao nhà con vừa mới lên cúng dường chùa thế nên là nhà con này anh ấy chị ấy lại lăn ra chết. Có những trường hợp thế, vừa tác phước xong, cúng dường xong thì hôm sau là ông bỏ mạng. Cứ tưởng là tác phước xong là anh ấy lại phải sống khỏe tiếp. Bệnh ung thư thì đến giai đoạn cuối rồi. Nhưng mà được bỏ thân, cái thân ấy nó đã cũ quá rồi, nó mọt rũa rồi. Bỏ đi là tốt, vứt cái xe cũ đi để có cái xe mới. Đấy là chúng do chưa nào? Thì khi các Phật tử biết thế này để giải thích cho mọi người, khi chúng ta đi làm Phật sự, chúng giải thích cho mọi người hiểu, à không sao, cái việc bỏ thân ấy là bình thường. Vâng, cái thân này nó xấu xí, nó tàn tạ rồi, bỏ nó đi để có cái thân mới, tốt đẹp hơn, chứ đâu có cái gì đâu. Đấy là do phước tăng mà phải mà bỏ thân. Phước tăng trưởng mà bỏ thân, y như cái chú lính hầu đấy, cái người hầu đấy, có phước được làm vua cho nên bỏ thân, đầu thai vào làm thái tử. Đó, nghe không? Cho nên khi mà chúng ta đi làm Phật sự, làm lễ cho các gia đình, nhất là những người bệnh, chúng ta cũng nói rất rõ, phước báo này
tăng trưởng, nó tiêu trừ nghiệp chướng. Chứ đừng nói là tôi làm lễ thế này nhất khoát người nhà sẽ phải sống, hết bệnh và sống. Không phải thế đâu. Phải nói rất rõ, nếu thọ mạng mà còn, phước báo tăng trưởng, thọ mạng còn, họ sẽ tiếp tục được hưởng thọ mạng cho đầy đủ. Thế còn thật sự thọ mạng hết, phước báo tăng trưởng thì họ bỏ thân, họ sẽ có thân mới tốt đẹp hơn. Chứ Phật tử chúng ta đừng đi giải thích một chiều, cứ làm lễ xong là phải khỏe, người phải sống lại, phải không? 97 tuổi rồi vẫn làm lễ xong vẫn phải sống khỏe tiếp, làm gì chuyện đấy? Cái đó là không có đâu. Để chúng ta hiểu đạo lý của Phật, vì đạo Phật là chân thật như vậy, Phật pháp là chân thật như vậy, chứ không phải chuyện thường. Nhưng không phải là theo cái tình cảm của chúng ta được đâu. Ai thì cũng chẳng muốn ông bà cha mẹ mình sống thêm, đấy là cái tình cảm của chúng ta, tâm lý chúng ta. Nhưng mà nhân quả nó không như thế, nó không chiều theo mình. Đó, thì đại chúng hiểu nhé. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng buổi giảng ở đây. Cái phẩm thứ 12 này cũng còn khá dài đấy, nói về lợi ích của việc thấy, nghe danh hiệu Đức Địa Tạng Bồ Tát còn nhiều lắm. Còn tiên vong được phước, tức là người đã mất rồi cũng được phước này. Ngày này lập tức nó kích khởi tất cả những cái công hạnh lên. Đó, nghe không? Cái người đã biết về cái công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào, và được nghe về Ngài bao nhiêu, thấm nhuần lời dạy của Ngài bao nhiêu rồi, thì đến khi mà mình nằm bệnh mà nghe bảo có Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đấy, một cái là tất cả những cái gì về Bác nó kích khởi, tất cả các cái mầm thiện lúc ấy nó kích khởi lên. Bao nhiêu những cái Thầy gọi dễ hiểu cho những cái ấn tượng về Bác nó được kích phát lên, nó có thể diệt tất cả những cái ác niệm. Cho nên ý, những cái này mới có đủ cái công năng để cho người này được sinh vào cõi lành. Đấy là Thầy nói về cái danh hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh thôi, để cho đại chúng dễ hiểu. Cái người chưa từng biết Hồ Chí Minh là ai, ở tận cái nước nào ấy không biết nghe cái ông Hồ Chí Minh là ai, mà bây giờ đến lúc mà nhắc đến ông ấy thì cũng chả biết là cái gì. Có phải không? Đó, chẳng biết là cái gì cả. Cũng vậy, cái người chưa từng học Phật bao giờ, chả biết công hạnh của Phật, của Bồ Tát như thế nào, và bản thân lại còn chưa thực hành như thế một chút nào, chưa từng bao giờ nghe lời Phật dạy, chưa từng bao giờ hành trì giới Phật, chưa từng bao giờ biết bố thí, cúng dường, chưa từng bao giờ biết xả thân giúp đỡ người khác, chưa từng bao giờ làm những cái hạnh lành, thì nghe đến danh hiệu, nghe đến cái tên, cái âm thanh Địa Tạng Bồ Tát, họ cũng chẳng có cảm hứng gì, họ cũng chẳng kích khởi được cái gì cả. Lúc ý mà đánh chuông có mõ niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, người ta bảo đau đầu lắm, thôi 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 thôi, đừng đánh nữa, đánh tao nhức đầu lắm. Nhiều người như thế đấy. Thế giờ mình không biết, ở nhà lại càng gào to, niệm to, kéo không phải 5-7 người, kéo cả đạo tràng đến, bắt cái người bệnh ấy phải nghe. Mà khi mà người ta đã phản ứng như thế, người ta không muốn nghe mà mình gắng mà đọc lên, người ta sinh cái tâm rất phẫn uất. Người đó mà lâm chung cái lúc phẫn uất ấy thì chỉ có đọa lạc thôi. Đấy là lẽ thật đấy, thưa đại chúng. Cần tử nghiệp khi đến mà trong cái trạng thái tâm phẫn uất, bực bội, mình đang bệt chết nên thở không xong này, cứ bên cạnh nó gào. Đấy nha, Thầy nói để đại chúng biết những cái sự rất thật như vậy. Người ta bực lắm, có khi người ta cần yên tĩnh, thì mình cứ khua chuông gõ mõ đánh khánh ầm ĩ lên, niệm Phật thật to, đọc tên Phật thật to vào. Mình lại nghĩ là bắt họ phải nghe. Cái người cả một đời chưa bao giờ biết đến ông Phật, chả đi chùa, chả nghe Phật Pháp bao giờ. Đến lúc họ bệnh, họ cần tĩnh lặng, mệt mỏi. Đó. Thế chúng ta khua lên, ầm ĩ lên. Đấy nhá, cho nên chỗ này để toàn thể đại chúng phải hiểu cho nó sâu sắc vấn đề. Hiểu sâu sắc vấn đề. Vậy cho nên chúng ta thấy cái việc học, tu học rất là quan trọng, không thể bỏ qua được. Không thể bỏ qua. Phật Pháp là như vậy, chứ không phải Phật Pháp đơn giản đâu. Không phải đơn giản.
Cho nên ở đây phải hiểu cái chỗ này, cái người mà nghe được một tiếng danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát lọt vào lỗ tai, người này nghe được là người này không phải ít thiện căn đâu, thưa đại chúng. Người này cũng phải gieo trồng thiện căn rất nhiều mới đúng cái nghĩa nghe lọt được cái danh hiệu này vào lỗ tai. Nhớ đây là danh hiệu, không phải là cái âm thanh Địa Tạng Bồ Tát lọt vào đâu, cái âm thanh rung động màng nhĩ đấy đâu. Đại chúng rõ chưa nào? Vậy người này phải có công hạnh, phải có tu tập rồi thì người này mới thật sự không bị đọa vào ba đường ác. Đấy mới đúng với lý của kinh. Chứ còn một đời chúng ta làm ác, sống thì gian tham trộm cắp lường gạt, bất hiếu bất nhân bất nghĩa, mà bảo đến lúc chết cứ đến đấy ngồi niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi hét vào tai cho nghe để lọt vào lỗ tai, rồi người này hết đọa ba đường ác, thì không có chuyện đấy đâu, không có chuyện đấy đâu. Chúng ta phải thấy rất rõ, phải thẳng thắn nhìn ra vấn đề, không chúng ta lại nói kinh Phật nói sai. Bây giờ nào, vậy muốn thế thì phải học tìm hiểu danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát như thế nào, phải học kinh Địa Tạng này, hiểu về công hạnh của Địa Tạng Bồ Tát như thế nào, rồi muốn hiểu cho thẩm thấu sâu thì phải thực hành cái công hạnh của Ngài. Bồ Tát Địa Tạng nguyện là cái người đi trước mà về sau, phải không? Đi chỉ đi trước mọi người, nhưng về về sau mà sẽ là những cái hạnh như thế này này, mọi người vui trước, sướng trước thì mình mới sướng, sướng sau, phải không? Giống như đảng viên của chúng ta bây giờ đấy, là gì? Đầy tớ trung thành của nhân dân. Nhân dân phải sung sướng trước rồi mình mới sung sướng. Mọi người phải hưởng vui trước rồi đến mình. Đấy, đức Địa Tạng như thế đấy. Nếu thực hành đúng cái hạnh của đảng viên thì cũng giống như đức Địa Tạng đấy. giống một chút rồi đấy. Mình phải là cái người mà khổ thì phải khổ trước quần chúng, vui thì vui sau quần chúng. Đấy. Xả thân cho đại chúng, lo cho đại chúng trước. Đấy mới là hợp với cái hạnh của đức Địa Tạng. Ngài nguyện cho mọi người thành Phật hết rồi Ngài mới thành Phật cơ mà. Ngài nguyện đi sau hết, cho nên bản thân đi thì đi trước mà đến thì Ngài nguyện là sẽ đến sau. Đi sau mọi người hết, đẩy mọi người đi hết trước. Ở đây tất cả đạo tràng chúng ta đây, cả ngàn con người này cũng thành Phật trước Ngài hết.